bắt đầu nhá. Lên 100 là tụt phạt. Nào, số đồng phân cấu tạo, số đồng phân cấu tạo. Các em cùng comment đáp án đấy nhá. Comment đáp án mạnh mẽ vào. Số đồng phân cấu tạo nghe rất rõ, đúng rồi. Ok. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại amin bậc 1. Cái này thì có một chiêu cực kỳ kinh điển. Một chiêu cực kỳ kinh điển luôn. Đồng phân amin bậc 1 cái gì? Các em nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ chưa? Nhìn thật kỹ này. Cái này yêu cầu nhìn kỹ rồi, những cái chiêu skin này rất là kinh. C3H9N amin bậc 1 hả? Bậc 1 thì nó sẽ là C3H7NH2. Đúng không? Đọc này. 3 4 5 2 4 8. Được chưa? Vậy là 3 có 2. Vậy C3H7NH2 có 2 đồng phân amin bậc 1. Đáp án đúng đáp án D kìa. Đấy, thầy thấy có khá rất nhiều bạn comment đúng. Tâm Ba Lô, Lê Thị Hạnh, vân vân, có rất 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 nhiều bạn. Để yên thầy đọc tên một số bạn comment đúng. Lê Thị Hạnh này, Vinh Nguyễn này, Tâm Ba Lô. Hồ Quan Công ơi, em thấy mờ thì em thử chỉnh lại cái đường mạng của em xem. Em thử chỉnh lại cái nút cài đặt ở phía dưới. Khả năng cao là do cái nút cài đặt của em thôi. Mình sang câu tiếp theo nhé. Câu số 2. PVC là chất rắn vô định hình. Vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng là vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa. Đấy, cái này nó nói hết tất cả các ứng dụng PVC rồi. Đúng chưa? Bạn nào mà thích làm thợ sửa ống nước thì phải quan tâm. 345248 là một chiêu cực kỳ kinh điển của thầy dành cho team mất gốc em nhé. Đấy. Để chuyên đề tìm đồng phân, tìm được mọi loại đồng phân luôn nhá. Tại sao à? Tại sao tất cả những bạn nào muốn biết tại sao thì inbox cho thầy nhá. Hoặc lên channel Minh Mialin. Các em có thể vào channel Channel Minh Mialin. Đây, thầy sẽ hướng dẫn các em vào channel Minh Mialin để các em có thể xem được gần như là tất cả mọi loại bài video live stream cũng như tất cả mọi thứ của thầy nhá. Đây, các em vào này. Em vào này, đánh Minh Mialin. Được chưa? Em đánh vào. Đấy, thì em nhìn này. Kênh này, Minh Mialin này, 3,1 nghìn người đăng ký này. Em kích vào cái kênh này. Được chưa? Đấy, được chưa? Xem kích vào nút đăng ký nhá. À được. Được chưa? Em kích vào nút đăng ký thì ngay lập tức ở ngay bên đầu tiên, ngay đầu tiên của kênh này nó sẽ có là video xác định đồng phân siêu tốc Minh Mialin. Thì cái chiêu đấy thì các em nhìn thì các em sẽ biết được rằng là tại sao là 345248, thấy dạy hết rồi nhá. Rồi ở bên dưới thì các em nhìn thấy có đề giải tất cả mọi loại đề, channel thì làm rất là kinh. Ok. Đấy, đấy nhá. Thì những bạn nào mà chưa chưa có vào cái channel của thầy thì các em cần phải kích ngay để mà các em còn được xem được video chuẩn HD luôn nhá. Mình tiếp tục này. PVC thì là poly. PVC nghĩa là polyvinyl chlorua. Được chưa? Thế thì polyvinyl chlorua thì đi từ vinyl chlorua. Vinyl chlorua là anh này này, CH2 nối đôi CHCl. Nhiệt độ, áp suất, xúc tác thì nó tạo thành CH2 CHCl N lần. Được chưa em? Ok, bạn nào vừa chào thầy đấy. Chào Trọng Lê. Chào Trọng Lê. Hello. Vậy là nó được đi được điều chế trực tiếp từ monomer là vinyl của nó luôn. Đáp án đúng đáp án B, tuyệt chiêu độc quyền chính xác. Xác. Không ai có luôn. Mặc dù rất rất nhiều người có thể copy thầy nhưng mà chiêu đấy không thể copy được. Thôi chiêu được ấn định là Minh Mialin rồi. Đúng không? Thầy có rất nhiều skin khủng. Rất rất nhiều skin khủng. Nhân tiện đây thì thầy cũng nhớ nhắc với các em là đến ngày 25 tháng 2 tới đây thì khóa live. Khóa live VIP. Giải đề. Chuyên giải đề. Full cho team mất gốc nhé. Team mất gốc sẽ bắt đầu vào học. Sẽ bắt đầu. Bạn nào mà chưa đăng ký kịp thì các em có thể liên lạc với cô Ngọc Anh Việt Rách ở bên trên khi mà thầy có tác vào để các em tìm hiểu về khóa live của này. Và đăng ký. Đăng ký càng nhanh thì càng tốt. Đăng ký càng nhanh thì được hưởng ưu đãi tốt. Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glycerol? Thế giờ thầy viết cho ngay nhìn này. Benzin acetat là này. Mình phải hiểu nhé. Acetat là CH3COO. Benzin là CH2 C6H5. Anh này không thu được glycerol rồi.
nên vứt. Metinacetab, metinacetab là CH3 COO, CH3 đây thầy đang làm cho cả team mất gốc nhé. Với này thủy phân thì thu được CH3OH và CH3COH không được, đúng chưa? Thầy có like cho 11 nhá, nhưng mà chắc phải sang đầu tháng 3. Metinpropionate, metinpropionate là gì nhỉ? C2H5COO CH3 thì thủy phân tạo thành C2H5COH và CH3OH cũng không. Một khóa học, một khóa học hiện tại bây giờ là 600.000, đáng nhất là 800 thì được giảm giá xuống còn 600 cho những bạn đăng ký đầu tiên. Chứ nếu mà các em mà đăng ký muộn muộn là lại quay trở về 800 đấy, nên là được giảm giá tận 200 luôn. Tristearin là C17H35COO tất cả 3 lần C3H5. Anh này là chất béo, đúng chưa? Anh này là chất béo no này, anh này tồn tại điều kiện thường chất rắn nhá. Thế thì khi mà thủy phân xà phòng hóa là cộng NaOH này, kia phải nhớ xà phòng hóa là cộng NaOH, thì anh này thu được là C17H35COONa 3 lần cộng với lại C3H5OH tất cả 3 lần, thì anh này chính là glycerol. Anh này chính là glycerol. Vậy đáp án đúng mình là đáp án gì? Quá hay đúng không em? Kể cả những bạn mất gốc đều có thể hiểu được. Nên là các em nhanh tay xe lại về tường, xong rồi giúp thầy tác tất cả các bạn của em ở trong video livestream này nhá. Mình sang câu tiếp theo, câu số 4. Các em comment đáp án thật nhiều để mà thầy còn có thầy, để mà thầy còn biết là các em có hiểu hay không, và thầy còn biết được rằng có nhiều bạn sai hay không. Khóa đó thầy giải về nào? Khóa đó thì cái khóa live VIP này, khóa live VIP thì thầy sẽ có là 30 đề này, thi thử sát 6 đến 8 nhé. Và thầy sẽ giải vào là từ 21 giờ 15 tối thứ hai và tối thứ sáu hàng tuần. Thứ hai cộng thứ sáu. Chú ý là trong nhóm kín. Nên là các em biết là danh của thầy với lại team 2000 năm ngoái chúng đề rất là nhiều, và các em có thể nhìn thấy. Thế thì chú ý về cái khóa luyện đề này của thầy, khóa luyện đề cực kỳ sát nhá. Ok. Mình tiếp tục sang câu số 4 nào. Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch COS4? Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch COS4? Thế mình chú ý tí là phản ứng với COS4 có là đồng 2 cộng ấy. Thì là kim loại nào mạnh hơn, mạnh thì sẽ đẩy kim loại yếu hơn. Có nghĩa kim loại phản ứng được với đồng 2 cộng thì kim loại này phải mạnh hơn. Mà kim loại không phản ứng thì kim loại nó phải yếu hơn. Khi nào ba cần mua áo giáp, đồng đẩy được, kẽm đẩy được đồng, vứt, nhôm đẩy được đồng, vứt, sắt đẩy được đồng, vứt. Vậy chỉ có ba. Đáp án đúng mình là đáp án gì? Câu số 5. Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? Mình lưu ý, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? Đề Kim Liên Hà Nội lần 1 của năm 2018 khá là cứng, và năm đấy rất là sát về đề thi trung học tổng quốc gia. Ở đây bạn Huyền Trang comment 4D. Bây giờ mình sang câu số 5 rồi các em. Các em cũng comment là Hi Nhi tốt, Vinh Nguyễn tốt, Lan Nhi 5C rồi. Nhanh nhở. Tâm Ba Lô Trần Khánh hôm nay thầy thấy toàn những bạn mới, những bạn cũ đâu hết rồi. Nguyễn Hải Sơn, Hương Ngọt Nho. Ok, Nguyễn Thành Luân, Đặng Thị Huyền, Đức Thịnh rồi, 5C, Lan Nhi, Tâm Ba Lô, Vinh Nguyễn, Kiên Ngọc Dương, Huyền Trang. Nhiệt độ sôi cao nhất, các em lưu ý. Nhiệt độ sôi cao nhất thì nó phải chia thế này. Nhiệt độ sôi thì nó bị phụ thuộc vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là liên kết hydro. Thì với liên kết hydro của thằng axit là lớn nhất. Được chưa? Rồi đến nước, rồi đến phenol, rồi cuối cùng đến ancol. Thứ hai là phụ thuộc vào phân tử khối. Thì càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao. Nhớ lưu lại nha, cái này rất là quan trọng. Trong khóa live VIP của thầy, thầy sẽ nói là những cái nốt nhỏ nhỏ này để cho các em cùng học nha. Thế mình tiếp tục này. Mình có này. Vậy ở đây trong này mình có anh axit đây rồi. Vậy anh này chắc chắn là nhiệt độ sôi cao nhất. Đáp án đúng là C. Ok. Mình sang câu tiếp theo, câu số 6. Và các em cùng comment đáp án nào, câu số 6. Metinamin không phản ứng với chất nào? Metinamin, mình phải nhớ metinamin này anh nào.
CH3NH2. Đúng chưa? Anh này là methyl amin này. Thế thì tính chất đặc trưng của bọn amin là gì? Tính bazơ yếu nhá. Tính chất đặc trưng của bọn amin đó là tính bazơ yếu. Thế thì cái bọn methyl amin ấy. Thế thì bọn methyl amin ấy nó ăn kiểu gì? Tính axit yếu thì nó ăn kiểu gì? Tính bazơ yếu này thì nó ăn được axit vứt, đúng không? Axit vứt. Đúng chưa? Oxy chắc chắn nó cháy là chắc chắn ăn được rồi, vứt. Hydro không ăn được hydro. Vậy đáp án thì mình mới làm được. Còn nếu không cứ học lơ tơ mơ là toi hết. Được chưa? Mình sang câu tiếp theo, câu số 11. Các em chú ý là mình đã học thì mình phải cho ra được điểm, đừng có học linh tinh mất thời gian rất là khổ. Đấy chứ, đừng có học chém gió linh tinh. Đấy bên các em nhìn thấy 10 phút mà thầy làm được đến tận câu số 11. À, tốc độ là ngang với lại tốc độ đi thi. Chứ bây giờ mà vừa học mà vừa chém gió nó rất mất thời gian cho em. Mình tiếp tục nhá, sang câu số 11. ST nào sau đây khi tác dụng với dung dịch là hoạt đun nóng thu được hỗn hợp sản phẩm gồm. Thế mình nhìn này. Hỗn hợp sản phẩm gồm này. Thế giờ mình viết phương trình của ST ra là mình biết thôi. Bằng A này mà đun với NaOH đun nóng cộng NaOH thì thu được anh này, cắt chéo đây phần này. CH2 nối đôi CH COONa. Giống này không? Không. Vứt rồi. Tương tự có nghĩa muốn ra là anh này đầu nó phải có CH3. Đầu này H vứt tiếp. Đây đầu CH3, đầu CH3 được, được. Bây giờ muốn ra là CH3 CO, cắt chéo đây cả. CH3 COONa ok rồi nhá. Cộng đây này. Đầu này là CHO. Mấy carbon? 1 2 3. Thằng này có 2 thôi ạ. Loại nốt. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Các em nào thể viết phương trình D nhé. CH3COONa cộng với lại CH3CHO. Được chưa nào? Vậy đáp án đúng ý D của mình là câu 11 của mình là đáp án D các em nhé. Hoàn toàn chính xác. Các em nghe bài câu 11 thầy giảng các em có hiểu không nhỉ? Bạn nào hiểu thì ới lên cái thầy xem nào. Các em nghe bài thầy giảng các em hiểu bài chứ? Trịnh Dương Linh rất tốt, Trần Khánh tốt, Huy Vũ tốt, Lộc tốt, rất tốt. Các em nghe bài giảng của thầy các em có hiểu không? Mình sang câu số 12. Chất X có công thức cấu tạo là CH3CH2CO CH3. À ok, cảm ơn Đức Thịnh đã nói lên ý kiến bản thân. Còn không biết là các bạn khác thế nào nhỉ? Các bạn khác có như bạn Đức Thịnh không? Các em có hiểu bài không? À, anh này tên gọi là gì? Thì axit này 1, 2, 3 carbon này, CH3 này. Với anh này là gì nhỉ? Metin. Vậy bỏ etin, bỏ propin. Metin. Không thể là acetat được, acetat là CH3CO cơ. Anh này là propionat, 1, 2, 3 carbon này propin. C, ngay C. Dễ hiểu, cảm ơn bánh ngọt hương nho. Cảm ơn Lan Anh Đinh. Lan Anh Đinh, sailor ấy. Câu 13. Cho anit no mạch hiểu. Ok, thank you Vinh Nguyễn. Câu 13. Câu này hay cực. Cho anit no mạch thở công thức phân tử CnHNO2 mối quan hệ giữa N mà. Thế mình cần lưu ý này. Công thức của anit no mạch thở. Nhưng nhìn chú ý anh này O2 này. Dẫn đến là hai chữ. Phải quan tâm đấy. Vậy anit no hai chữ. Thì nó công thức tổng quát là CnH2N-2O2. Thế mà ở đây thì bài này bảo chúng ta là nó là gì? CnHmO2. Vậy ngay tức mình nhìn thấy luôn. M bằng 2N-2. Vào hơi muộn không sao. Em có thể xe lại về tường xong rồi là kẹo nó thôi chốc nữa các em có thể tua lại được. Nhưng mà nào mà muộn nghe thầy dặn nhé. Em có thể xe lại về tường. Sau đó rồi là chốc nữa rồi các em lại xem lại từ đầu. Là không có vấn đề gì hết. Đấy, vậy mình có là M bằng 2N-2. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án D. Ok. Bây giờ thầy mới đi dạy off về. Thì chắc là các em bây giờ mới đi học off về. Nên là thầy mới chọn cái giờ này để livestream cho các em. Chứ còn bình thường thì dạy off khá là mệt. Nên là cũng không có nhiều thời gian để có thể livestream cho các em. Thế nên là thầy mới lập ra con nhóm livestream VIP để cho các em cùng có thể biết đến thầy và cùng có thể vào học nhá. Thì như thế thì mình mới học giỏi được. Chứ nếu không thì khá là khó. Bởi vì có rất nhiều nhiều thầy dạy các em mông lung lắm. Bởi vì thầy thấy rằng là sẽ dạy không bám sát giảm tải. Thầy thì với kinh nghiệm mà luyện thi khá nhiều năm rồi, dạy offline rất kinh rồi, thì thầy nắm sát được giảm tải, nên là thầy dạy cho chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian hơn.
Chứ nếu mà các em cứ học linh tinh, các em mất thời gian thì khổ thân lắm nhá. Nào mình có tiếp tục nào. Đang có tiếp câu số 14. 14. Dung dịch các chất sao? Những dung dịch nào có pH lớn 7 đây xa phần mức độ thông hiểu đây này. Đấy, đề của thầy nó chia thành cả từng mức độ một để cho tim mất gốc có thể theo học được, thầy giảng cực kỳ kỹ luôn. Những dung dịch có pH lớn 7. pH lớn 7 là môi trường bao giờ? Nha. pH lớn 7 là môi trường bao giờ? Các em xe lại thật nhiều về tường nhá. Và nhớ là comment đáp án. Câu 17, câu 14 chứ, câu 14. Phần gì vậy? Đây là toàn bộ về về thi thử Đoàn Quốc Bảo ạ. Chào Hiền Nguyễn. Hello Hiền Nguyễn, Lan Nhi, Huy Vũ. Ừ nhầm, không vấn đề gì cả. Nguyễn Tài Anh 14B, Đức Thịnh 14C. Tốt. Mình có những dung dịch có pH lớn 7 là ACL là trung tính thôi. Nên là X1 là loại này. Loại này. NaCl3 pH lớn 7 chính xác. N4Cl là môi trường axit. X3 loại. Vậy còn X4 thôi, chính xác rồi. Đáp án đúng đáp án B kìa. Ok, Mario Gattiger, Thùy Linh chính xác. Rất tốt. Một sang câu một câu bài tập đầu tiên à. Em lôi máy tính là cùng bấm sẽ thầy này. Câu bài tập đầu tiên của tối ngày hôm nay. Ô cái máy tính xịn của thầy đâu mất. Máy tính thần thoại của thầy. Câu 15. Đây. Chúng ta cùng viết phương trình nhá. Chúng ta cùng viết phương trình với thầy này. CH3COH. CH3COH ăn C2H5OH thu được CH3COO CH5. Mình tìm được số mol này luôn. 3 chia cho 60. 0,05. Số mol của CH3COO CH5 đây là số mol ban đầu nhé. Phản ứng nhé. Sau phản ứng nhé. Sau phản ứng là CH3COO CH5. Vậy này là gì? Nguyễn Xuân Trường X5 là môi trường axit em ạ. 2,2 chia 88. 0,025. Anh này ban đầu không có gì nhé. Thế mà sau ra 0,025. Vậy suy ra số mol phản ứng bằng 0,025. Suy ngược lại anh này. Bằng 0,025. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được hiệu suất của phản ứng. Sẽ bằng 0,025. Chia cho 0,05. Nhân 100%. Thì bằng 50%. Vậy đáp án đúng mình là đáp án B. Bỏ. Ok. Đấy các em thấy không? Rất là dễ. Đức Thịnh tốt, Thùy Linh tốt, Vinh Nguyễn tốt, Huyền Trang tốt, Huy Vũ tốt. Đấy rất nhiều bạn comment đáp án chính xác. Rất rất tốt. Mình sang câu tiếp theo. Câu số 16 nào các em. Câu số 16 nghe vẻ khá là cứng. Bởi vì đây là nó là về cái phần về ancol. Phần ancol này là cái phần mà chúng ta đã bỏ quên khá là nhiều hồi chương trình lớp 11 rồi. Và hiện tại bây giờ thầy đang live stream lại để cho các em cũng có thể học. Thì câu 16. 16 này. Đốt cháy hoàn toàn 1 rượu no X cần dùng là đủ 3,5 mol oxy. Thế thì ở đây thì bài cho là rượu no nhé. Thì công thức tổng quát nó sẽ là CnH2n cộng 2 OX. Thì cần oxy 3,5. Thế mình cân bằng phương trình các em ạ. Để tạo thành NCO2 cộng với lại N cộng 1 H2O. Vậy hệ số oxy bằng 2N cộng N cộng 1. Đấy là 3N cộng 1 trừ X. Được bao nhiêu chia cho 2? Vậy đây này là 1 mol này. Thế này 3,5 mol này. Vậy mình sử dụng đường chéo này. Mình có 3,5 thì bằng 3N cộng 1 trừ X chia 2. Hoàn toàn đến đây ta tìm được 3N cộng 1 trừ x bằng 7,5. Hay là 3N trừ x bằng 2 nhân 3,5 bằng 7. 7 trừ 1 thì bằng 6. Và mình lập bảng x, n. Với x bằng 1, n loại. X bằng 2, n loại. X bằng 3 thì n bằng 3. Vậy công thức của nó là C3H8O3. Đúng không? Mình thay vào đây này. C3H8O3. Vậy đáp án đúng mình đáp án. À. Xem nào. Ui nhiều bạn comment sai quá. Nhiều bạn còn chưa biết làm câu này. Đấy thì biết ngay mà. Nhiều bạn bị quên kiến thức đấy các em ạ. Các bạn đã bị quên đấy. Thế nên là các em giúp thầy xem lại về tường thao tác với các bạn mà nhé. Đấy nhiều bạn không biết là làm như thế nào luôn này. Khổ thân không? Thầy bị đau họng.
Tại vì đọng mất mấy hôm nay đọng dã man luôn, nên là rất là khó có thể thể mà cố gắng giúp đỡ được các em thật nhiều. Thầy đang cố gắng hết sức đây, các em cùng giúp thầy nhá, chúng ta cùng chung tay cố gắng hết sức với kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Mặc dù là vẫn còn mông lung và không biết được nó sẽ thi thố như nào, nhưng mà thầy tin rằng là với sự cố gắng của thầy với lại sự cố gắng của các em thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công nha. Thầy có rất nhiều bạn đang ở buổi xem chung của thầy. Hoàng Tấn Dũng C rất tốt, Hoàng Tấn Dũng rất tốt, ok, Dũng tốt. Mình tiếp tục nhá. Sang câu số 17, chất X có phân tử khối bằng 60. Chất X có phân tử khối bằng 60. Phân tử khối bằng 60 mà ăn được natri, suy ra có nhóm OH. Ăn được NaOH, suy ra nhóm axit. Kết hợp này là nhóm COH. RCOH và bằng 60, suy ra nó chỉ có thể là CH3COH thôi. Đúng chưa? Acid, acetic. Đáp án đúng, đáp án B. Bỏ qua. Ok. Cái câu này dễ này. Thùy Linh comment đúng này, Lan Nhi đúng này, Tâm Ba Lô đúng, Huyền Trang đúng, Lộc đúng, Thùy Linh đúng, rất tốt. Đấy, nó dễ thôi mà. Đức Thịnh đúng này, nhìn thấy cả Đức Thịnh nữa. Mình sang câu tiếp theo, câu số 18 em. 18 à? Amino acid X trong phân tử có một nhóm COH, một nhóm là NH2. Vậy mình ký hiệu nhé. Ký hiệu amino acid X là gì? R COH H2N. Cho 26,7 gam X, 26,7 gam. Phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, HCl dư thì thu được muối. Thế anh chẳng quan tâm công thức muối là gì, viết mở muối bằng 37,65. Thì anh này sẽ bằng 26,7 cộng với là MHCl. Thế nên đây mình bấm máy tính và bảo toàn khối lượng, mình tìm được MHCl kìa, 37,65 này trừ đi 26,7 này được bao nhiêu này, chia cho phân tử khối là 36,5 thì ra được số mol là 0,3. Thế mình nhìn này, anh này có một nhóm NH2 ăn một HCl thôi ạ, nên là tỷ lệ nó là một ăn một. Vậy mình tìm được số mol HCl bằng 0,3 thì suy ngược lại anh này bằng 0,3. Đến đây mình suy được phân tử khối của H2N R COH sẽ bằng 26,7 chia cho 0,3 và bằng 26,7 chia 0,3 bằng 89. Ui, 89 chắc chẳng cần phải làm nữa kìa, mình thuộc luôn nó. Nếu không thích thì vẫn có thể giải. R cộng với lại 14 cộng 2 là 16, cộng với 45 thì bằng 89. Vậy thì có R bằng, vậy thì có R bằng, hướng dẫn các em giải từ tí một, thì có R bằng 89 trừ đi 45 trừ đi 16 bằng 28. Với R bằng 28 thì ngay lập tức chúng ta suy ra được R là C2H4, đúng không? COOH NH2. Được chưa? Vậy nhìn này, 1, 2, 3 carbon, 1, 2 loại đáp án C, 1, 2, 3, 4 loại D, 1, 2, 3, 4, 5 loại B, 1, 2, 3 lấy A. Vậy đáp án đúng mình đáp án A. Ok, khá là tốt, dễ ợt đúng không? Mình cùng sang câu tiếp theo, câu số 19. Câu số 19, nung nóng một ống chứa 31,6 gam hỗn hợp gồm 36,1 gam hỗn hợp gồm MgO, MgO này, CuO này, ZnO này và Fe2O3. Rồi dẫn hỗn hợp khí X gồm CO và hydro đi qua đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đấy, nó phải đi qua đến lúc nào phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được chất rắn, hỗn hợp chất rắn này bằng 28,1. Thế mình lưu ý tí, bản chất của CO và hydro là gì? Bản chất, những câu này nó không còn những dạng cơ bản đâu ạ, những câu này là chỉ có làm luyện đề nó mới có thôi. Thế nên là thầy, khi mà thầy dạy thì có rất nhiều bạn hỏi thầy là thầy ơi, tại sao lúc mà em làm chuyên đề nó dễ thế, tại sao lúc em làm chuyên đề nó dễ thế mà vào lúc mà luyện đề của em ấy
thì nó lại khó khăn vậy. Em làm mãi em không làm được, mà em cứ bị lẫn lộn những phần đó phần kia. Thế nên là luyện đề là một đẳng cấp cao hơn của việc luyện trên đề. Thế nên là thầy mới mở cái khóa học live stream này cho các em luyện đề luôn. Luyện xong 30 đề ăn chắc từ 6 điểm cho đến 8 điểm, chắc chắn luôn. Bản chất mình có này. Thế mà lại vừa luyện đề mà thầy lại vừa sửa chúng ta những cái phần kiến thức nhỏ nhỏ. Ăn oxy trong oxy để tạo thành CO2 và H2O. Mấy mình nhìn nhá, 1 ăn 1 tạo 1, 1 ăn 1 tạo 1. Vậy mình có này, số mol CO2 cộng số mol CO cộng số mol H2 thì chính bằng số mol oxy trong oxy. Được chưa? Thế mà oxy trong oxy này của chúng ta thì một điểm này, có phải bọn này bị oxy, bị CO và hydro cướp oxy trong oxy đâu, nên chính là khối lượng hỗn hợp giảm không? Vậy mình có này, khối lượng của oxy có phải chính bằng khối lượng của chất rắn cộng khối lượng với oxy trong oxy phản ứng không? Vậy hoàn toàn mình tìm được khối lượng của oxy trong oxy phản ứng chính bằng khối lượng chất rắn giảm, 36,1 trừ đi 28,1. Đến đây thì tìm được số mol oxy trong oxit phản ứng chính bằng số mol CO2 cộng hydro. Vậy là bằng 36,1 trừ đi 28,1 bằng chia cho 16 bằng 0,5. Vậy ngay tức mình tìm được tổng số mol khí bằng 0,5. Vậy 0,5 nhân 2,4 thì bằng 11,2 lít. Đáp án đúng của mình là đáp án A. Dễ không? Dễ ợt, đúng không? 19A, rất tốt. Xem nào, Thùy Linh, Huy Vũ, Dương Hồng Quân, Đức Thịnh, rất tốt. Đây thấy khá nhiều bạn nó comment đáp án đúng đấy, chứ bạn nào comment đáp án sai cả, đúng không? Đấy, mình sang câu tiếp theo. Câu số 20. Câu này nghe vẻ hơi bị cứng luôn. Nên, các em chú ý này, câu 20 thì mình có một cái cả cực kỳ dị và cực kỳ hay luôn. Các em cần chú ý nha. Các em cần chú ý theo dõi. Nào các em cùng comment đáp án thử xem nào. Nó hoảng quá. Các em thấy ông thầy đi dạy off về, sau đó vẫn còn cố gắng hết sức để có thể live stream với các em. Nào mình có tiếp tục. Câu 20. 20,2 mol. Câu này phải xe lại về tường này. Câu này mà không xe hơi bị hiếm. Câu này không có trong bất kỳ một chuyên đề nào đâu, mà câu này chỉ có trong đề thi thử thôi. Một câu cực kỳ lạ dạng. Một sắt phản ứng hết với dung dịch X chứa đồng thời CuNO3 2 lần và amon FeNO3 3 lần. Amon thu được dung dịch Y có khối lượng bằng dung dịch X ban đầu. Đây là khối lượng dung dịch X này. Mới lạ vậy. Để bài hỏi chúng ta giá trị của ai. Thế mình lưu ý một tí nhé. Em lưu ý một tí này. Một điểm đặc biệt này. Một sắt dung dịch X đồng thời hai bọn này là dung dịch Y khối lượng, có nghĩa không có chất rắn sinh này. Đúng không? Vậy là tan hết vào dung dịch Y. Chuẩn chưa nào? Thế vậy có điều đấy xảy ra không nhỉ? Có, khi và chỉ khi trong dung dịch Y thì tồn tại sắt ăn sắt 3 thì tạo thành dung dịch muối sắt 2 FeNO3 2 lần này. Được chưa? CuNO3 2 lần giữ nguyên, có nghĩa là không bị động một chút gì đến CuNO3 2 lần. Thế nó phải thêm lên chứ, đúng không? Thế tại sao nó lại giữ nguyên được? Đấy, thế thì chắc chắn phải có đồng thoát à. Đấy, thì nó thu được dung dịch X mà chất rắn sinh ra là đồng, đúng chưa nào? Mà khối lượng dung dịch X bằng khối lượng dung dịch Y, em nhìn kỹ nha. Vậy thầy bảo toàn khối lượng, thầy có này, mờ sát cộng với lại mờ dung dịch X bằng mờ dung dịch Y cộng mờ đồng. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được số mờ đồng luôn, bởi vì mờ dung dịch X bằng mờ dung dịch Y rồi. Nên mờ sắt là 0,2 x 56 thì chính bằng mờ đồng. Mà hoàn toàn thì tìm được số mol đồng luôn.
0,2 nhân 56 chia 64 bằng 0,175. Được chưa nào? Thế xong bài này rồi đấy. À, nhiều bạn bảo không biết là xong thế nào đúng không? Các em nhìn nhân đề bài bắt yêu cầu chúng ta tìm A này. Thế là các em cùng nhìn thấy non đi bảo toàn nhé. Bởi vì là do sinh ra đồng này, nên là trong dung dịch chỉ tồn tại là mối sắt 2 này. Vậy thì đi bảo toàn sắt này, 0,2A cộng A. Vậy đây là 0,2A cộng A. Đúng chưa nào? Thế giờ thầy đặt, thầy đặt số mol đồng đi. Thầy đặt số mol đồng là B đi. Đúng không? Nếu thầy đặt số mol đồng ở đây là B mol thì có phải, tôi cũng chẳng cần, thôi đặt đi cho nó dễ, thì anh này nó sẽ cũng là B trừ đi 0,175. Được chưa các em? Đấy, thế thì ngay lập tức mình có mối quan hệ đầu tiên là mối quan hệ là bảo toàn gốc nấu 3. Thấy được 3A cộng với 2B thì bằng 2 nhân với 0,2A, 0,2 cộng A, 0,2 cộng A cộng với 2 nhân với B trừ 0,175. Phương trình thứ hai, phương trình bảo toàn khối lượng. Đề bài mới bằng mới nên mình có anh này bằng 188 mở sắt này 56 cộng với 62 nhân 3 bằng 242A cộng 188B thì bằng MI FN 3 lần 56 cộng với 62 nhân 2 bằng 180A 80 nhân 0,2 cộng A cộng với 188 nhân B trừ 0,175. Đến đây các em tìm A về, bấm máy tính giúp thầy về xem A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu nha. Các em bấm máy tính giúp thầy nào xem A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu nào. Là xong thế, là mình ra được A luôn. Bấm máy tính đi chứ thầy ngại bấm hệ lắm. Hệ này bây giờ để cho tất cả các bạn và các em cùng bấm giúp thầy xem nào. Đó, quá, xem các em bấm cho thầy xem đáp án bao nhiêu. Các em comment lại đây xem nào, xem mà đáp án chúng ta bằng bao nhiêu. Wow, có rất nhiều bạn đang theo dõi video live stream thầy. Các em giúp thầy share lại video live stream về tường, xong rồi tag tất cả các bạn của em vào trong video live stream giúp thầy nhé. Hello, xin chào. A bao nhiêu, B bao nhiêu các em? Chưa thấy bọn bạn nào nhắn tin cho thầy. A bao nhiêu, B bao nhiêu, bấm mỗi cái hệ thôi mà. Lười thế này, câu hay. A bao nhiêu, B bao nhiêu? Chưa thấy bạn nào comment luôn. Chả nhẽ bây giờ bắt ông thầy dạy đi comment đáp án. Thôi bây giờ thầy sẽ làm cái kiểu này đi cho nó dễ đi. Thầy ngại comment lắm, thầy ngại làm. Thì bây giờ thầy sẽ có một cái kiểu sau để làm cho các em nhìn cho nó dễ hơn nhá. Bây giờ thầy sẽ có cái kiểu sau để chúng ta nhìn dễ hơn này. Thế thì do rằng là thằng sắt tan vào hết và sắt lại tác dụng với sắt 3. Thế nên thầy sẽ được rằng là dung dịch của thầy nó sẽ là tạo hết thành thằng đồng. Đúng không? Thế giả sử như vậy đi. Giả sử như vậy thì thầy sẽ được bảo toàn 0,05. À ok, huy vũ đã 0,05. Tốt, A bằng 0,05. Với đáp án đúng chúng ta đáp án A, thầy đỡ phải bấm. Ok, thank you Nguyễn Văn Hưng. Thầy lười bấm lắm vậy ạ, các em phải bấm hộ thầy. Thank you. Mình tiếp tục nhá. Sang câu 21. Mình tiếp tục sang câu 21. 21. Nào, cho biết có bao nhiêu dẫn suất benzen có công thức phân tử C8H10O tác dụng với natri nhưng không tác dụng với NaOH. Wow, câu này khó phết. Thank you Đức Thịnh. Có bao nhiêu dẫn suất benzen có công thức phân tử là C8H10O mà tác dụng với natri nhưng không tác dụng với NaOH? Dẫn suất benzen phải nói chứa vòng benzen. Thế là nó phải chứa vòng benzen này. Tác dụng với natri là bắt buộc có nhóm OH rồi. Nhưng không tác dụng được với NaOH thì là OH không được đính vào vòng. Bởi vì đính vào vòng là nó sẽ là đồng đẳng của phenol. Và nó là đồng đẳng của phenol thì ngay lập tức nó sẽ làm sao? Phản ứng với NaOH. Được chưa?
Vậy C8 mắt 10O này tác dụng với natri nhưng không tác dụng nào mắt, có nghĩa là mắt không đính vòng. Vậy mình sẽ có vòng C6 này, hai carbon này, OH không được đính vào vòng này, 1, 2. Thấy chưa? Tiếp tục này, vòng OH này, một carbon này. Thì cắm sẵn một nhóm OH đây, thì cho một anh carbon còn lại chạy thì có trục đối xứng này, 3 3. Thì không cắm OH nữa, chỗ này là thầy đi cắm thằng carbon nhé, 4 5. Được chưa? Vậy đây mình có 21B5. Chính xác, rất tốt. Em nhìn kỹ nha, em nhìn kỹ, thầy từ từ, ok, thầy đang rất từ từ. 21 thầy vẽ lại cho các em nhìn. Vậy thầy có những anh sau này, thỏa mãn này. Thầy vẽ 5 anh cho chúng ta nhìn nhé. C này. Từ từ vẽ xuống bên dưới cho chúng ta dễ nhìn. Cách làm thầy kinh lắm, nhưng mà bây giờ thầy vẽ xuống dưới cho chúng ta dễ nhìn để dễ hiểu hơn. Đây này, một nhóm OH này, chất thứ hai này, nhóm OH thứ hai này, chất thứ ba này, chất thứ tư này, chất thứ năm này. Em nhìn rõ chưa? Nhưng dĩ nhiên học thầy Minh thì không cần phải viết thấy mệt, đúng không? Học thầy Minh chúng ta có những cách một kinh khủng hơn nhiều. Mình tìm đồng phương. Mình sang câu tiếp theo, câu số 22. 22, các em sẵn sàng chưa? Mất gốc học quá nổi luôn, em xem từ đầu đến giờ video livestream thầy toàn để dạy cho team mất gốc. Tùng Dương Phan là Tùng Dương Ta Phan giúp thầy xe lại về tường, xong xe cho tất cả các bạn của em vào theo các livestream nhá. Câu 22. Câu 22 ngày mai này, các em sẵn sàng chưa với một cách giải siêu kinh khủng, siêu khủng, và không biết gì vẫn làm được, không biết vẫn làm được, không biết biết vẫn chiến bình thường. Nhìn kỹ nha, câu 22 nha, nhìn kỹ câu 22 này. Xe lại nhanh về tường, không là nó trôi này. Sẵn sàng cho các em chấm một cái để thầy biết là các em sẵn sàng mà. Cùng chấm một cái là thầy biết là các em sẵn sàng. Chưa thấy đứa nào chấm cả. Cùng chấm một cái để thấy các em sẵn sàng. Hello. Thủy Linh nhanh thế, 22B. Các bạn khác chưa biết đâu. Câu này khó lắm. Câu này một skin rất kinh của thầy mà chuyên sử dụng để dùng cho phần vô cơ và phần hữu cơ. Chuyên giải cho các câu từ 6 đến 8 điểm. Rất kinh điểm. Ok, Nguyễn Văn Hưng, Hai Lộc, Hai Trúc Thanh, ba bạn rồi. Nguyễn Văn Hưng, 4 hỏi. Hello. Kanaki Ken, tốt. Nhìn nhá, sẵn sàng nhá. Sen Luloser, C6H15. Thực ra Sen Luloser tinh bột thì đều là C6H15 n lần. Thì viết là C6H15 nhá. Thế là chưa hai này chung một này. Glucoser, C6H12O6. Saccharoser, C12H22O11 này. Ba bọn này cần oxy. 2,52 chia 2,4 thì ra được số mol bằng 0,1125. 0,1125. Thu được nước 1,8 chia nước bằng 0,1. Đúng rồi, kỳ 1 làm rồi đấy, giờ thầy làm lại cho. Bên mình có này 3 ẩn này, tìm giá trị M A, B, C. Đúng chứ? 3 ẩn, 1 dự kiện, 2 dự kiện, thầy được quyền gạch 1 ẩn. Các em cùng thích gạch ẩn nào nào? Các em thích gạch ẩn nào? Comment cái ẩn mà em ghét gạch này. Thầy có này, 3 ẩn này, 2 dự kiện này. Thích gạch ẩn nào cũng được. Nào, bạn nào comment đầu tiên thầy sẽ gạch ẩn đó theo ý kiến của bạn. Cực kỳ kinh luôn. À, cái chiêu này của thầy là một chị là chị Nga, hiện tại đang học năm cuối của trường học viện tài chính, mang cái chiêu này lên trên lớp dạy cô giáo của bạn ấy. Cô giáo chị, bạn chị có về kể với thầy là cô giáo của bạn ấy bảo là cô nhìn thấy cách giải của em giải đúng đáp án rồi nhưng cô không hiểu cách giải của em. Rất là kinh luôn. Nào, sạc. Bạn Đức Thịnh, bạn Đức Thịnh yêu cầu chúng ta gạch xác. Ok, gạch xác nhá. Các em xem này. Vậy thì có bảo toàn hydro đầu tiên 10A cộng với 12B
thì bằng 0,1 nhân 2. Phương trình thứ nhất. Không, đây là cách giải mà dành cho tất cả những bạn bị mất gốc cơ em ạ. Không cần phải gọi chung gọi chiếc gì hết. Phương trình thứ hai. Theo oxy nhé. Theo oxy này. Thì thầy phải viết lại phương trình cháy. C6H10O5 cộng oxy tạo thành 6CO2 cộng 5H2O. 6 x 2 là 12, 12 cộng 5 là bằng 17. Đúng không? 17 trừ 5 thì bằng 12, 12 chia 2 thì bằng 6. Anh này A thì anh này là 6A. Này bạn nào cũng biết được phương trình trái luôn. C6H12O6 cộng oxy 6CO2 6H2O. 6 x 2 12, 12 cộng 6 18 trừ 6 thì còn 12 chia 2 bằng 6. B 6B. Vậy mình có phương trình 2 ta có 6A cộng 6B. Không phải đâu em. Không phải đâu Kaniken. Kinh khủng lắm. Thì bằng 0,1125. Nhìn kỹ hệ này nhá. Nó thể bấm này. 12 này. 10 bằng này. 12 bằng này. 0,1 x 2 bằng này. 6 bằng này. 6 bằng này. 0,1125 bằng này. Đấy. A bằng 0,11, 0,0125. Nhìn kỹ nhá. B bằng 6,25 lên nhân 10 trừ 3. Vậy đến đây thì tìm được luôn giá trị của M luôn. 0,0125 nhân với 162 cộng với 6,25 nhân 10 trừ 3 nhân với 180. 3,15. Kinh khủng chưa? 3,15. Nguyễn Xuân Trường ơi, ở đây thầy không dùng chiêu đấy bởi vì thầy muốn dạy cho tất cả các bạn mất gốc. Và chiêu này là chiêu skin rất khủng của thầy để dành cho tất cả những bạn mất gốc đều cùng có thể học được. Được chưa em? Nên là chiêu này chiêu dành cho mất gốc nhé. Mình sang câu tiếp theo, câu số 23. Em sẵn sàng cho câu 23 chưa? Ở đây là chiêu này của thầy là dành cho team mất gốc. Nên là team mất gốc mà theo thầy thì không bao giờ sợ chết cả. Chắc chắn đỗ với trường ước mơ của em. 69 bạn đang theo dõi video live stream rất tốt. 23. Hỗn hợp nhôm và sắt vào dung dịch H2O3 loãng dư. Hỗn hợp nhôm và sắt vào H2O3 loãng dư. Thầy dĩ nhiên cực kỳ kinh. Cực kỳ kinh luôn. Không phải bạn nào cũng biết đâu. Quà này thì chỉ dành cho những bạn nào mà theo dõi thầy thôi. H2O3 loãng dư thu được NO. Số mol là 0,3. Sản phẩm khử duy nhất chứng tỏ không có N4N3. Thế thì số mol axit đã phản ứng thì thầy có một cái chiêu này dành cho tất cả các bạn và các em. Các em nhớ lưu lại cái chiêu này nhé. Mình có này. Mình có này. Số mol H2O3 phản ứng với kim loại thì luôn bằng 2 lần số mol NO2, 4 lần số mol NO cộng với lại 10 lần số mol N2O, 12 lần số mol N2 và 10 lần số mol N4NO3. Và ở bài này chỉ có NO thôi nên ta có số mol H2O3 bằng 4 lần số mol NO và bằng 4 nhân 0,3 thì bằng 1,2 mol. Vậy số mol axit đã phản ứng bằng C 1,2. Câu 24 này. Thì bạn Nguyễn Xuân Trường đã hỏi là có bạn nào về TBU không? Những bạn nào muốn vào TBU thì thử comment giúp thầy là xem những bạn nào muốn vào TBU. Câu 24. 24 nha. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 2 amin đo đơn chức là đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin đo đơn chức. A amin đo đơn chức. Vậy mình phải nhớ công thức tổng quát của amin đo đơn chức. CN H2N cộng 3N đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy là cộng oxy. Mình thu được CO2 và nước. CO2 là 1 thì nước là 2. Thế chỗ này mình lại phải nhớ một cái chiêu kinh điển nữa của amin đo đơn chức. Cứ amin đo đơn
thì ta luôn luôn có n nước trừ n CO2 chia 1,5 bằng nửa chảy. Vậy nó sẽ bằng là 2 trừ 1 chia 1,5, 1 phần 1,5. Vậy nửa chảy bằng 1 chia cho 1,5 bằng 2,3. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được số nguyên tử carbon. Số mol CO2 chia cho số mol chảy, 1 chia cho 2/3 bằng 1,5. Vậy đây là số nguyên tử carbon trung bình mà bằng 1,5. Suy ra một anh là nhỏ hơn 1,5 và lớn hơn 1,5 là C1 và C2. Vậy đáp án đúng, mình là đáp án C. Với 64 bạn như là xem gần như đứng im vậy, không bạn nào comment đáp án luôn. Mặc dù là đây những câu rất rất dễ dành cho kể cả những bạn nào mà mất gốc cũng có thể theo dõi được. Bây giờ cùng comment mạnh mẽ câu 25 để xem nào. Xem đáp án của câu 25 là đáp án gì. Dương Hồng Quân rất tốt. C, hoàn toàn chính xác, rất tốt. Cảm ơn Dương Hồng Quân nha. Ui, hôm nay video của thầy mới được có bao nhiêu xe? Hình như các bạn đang đâu rồi? Thầy vừa mới nhìn được 194 xe. Chưa kịp làm, thầy đã chữa nhanh quá em. Em xe nhanh lại về tường nhé. Xong tác các bạn vào trong video live stream nhé. Em tác xe nhanh lại về tường, xong tác các bạn vào trong video live stream giúp thầy. Mới có 194 bạn xe thôi, vẫn còn ít lắm, vẫn còn quá ít. Bây giờ nhiều bạn mới vào theo dõi này. Bây giờ nhiều bạn mới vào theo dõi. Em giúp thầy xe nhanh lại về tường nhá. Câu 25. Cho dãy kim loại Nguyễn Thị Quỳnh tốt, Dương Hồng Quân tốt. Cho dãy các kim loại đến bây giờ về thầy còn live stream với các em, kinh khủng không? Số kim loại phải phản ứng với dung dịch HCl. Muốn phản ứng với dung dịch HCl thì nó phải đứng trước hydro trong hệ điện hóa. Và muốn đứng trước hydro trong hệ điện hóa thì ta phải là gì nhỉ? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng, đúng không? Sắt có, đồng không, magie có, bạc không, nhôm có, natri có, bari có. 1, 2, 3, 4, 5. Đáp án đúng là bạn B. Có rất nhiều bạn này là 25C, 5 chất chứ. B chứ kém, đúng không? Nguyễn Tú Thanh học đi. Lười thế. Ok, mình sang câu tiếp tục. Câu số 26. 26 là một câu khá là kinh điển. 26 là một câu khá kinh điển. Trừ đồng, đúng rồi, Lâm Nguyễn Trọng chính xác. Kenneken chính xác, rất tốt. Câu 26 lại một chiêu kinh điển nữa của thầy. Kinh điển lắm, không, câu 26 này không phải ai cũng biết cách làm đâu các em ạ. Câu 26 này khá khó đấy. Khá khó. Và nó là dạng đặc biệt duy nhất của chương polymer. Và rất rất nhiều bạn làm sai lần này. Em cùng chú ý kỹ nhé. Em thử comment bừa một đáp án của em xem đúng không nào. Khi clo hóa PVC, vậy là PVC đã này, Z2 này, nối đôi này, đây, CHCl, đây là PVC này. Clo hóa là cộng clo, mà là mono clo hóa, nhá. Thu được ngoại tơ clorin, bởi vì cần biết là nó clo hóa như thế nào. Thực ra nó là phản ứng mono clo hóa hay là phản ứng thế, vậy thì sẽ có này, pha hàng này đấy. C2 này. Và nó sẽ là C2K. H này, 2 cộng 1 là 3. H3K. CLK. Ăn clo. Thì ta sẽ được tạo thành là C2K phản ứng thế mà. H3K mất 1 hydro. CLK cộng 1 clo à. Đây cộng HCl. Đây chính là công thức của tơ clorin. Chứa 66,7% clo về khối lượng. Vậy mình có phần trăm khối lượng của anh clo. Quên mất mấy chiều này rồi này. Bạn Nguyễn Xuân Trường đang kêu chuyên. Quên mất 26 bảo chọn D. Từ từ. Phần trăm khối lượng clo bằng 35,5 nhân với K cộng 1 chia cho phân tử khối. Cái bấm máy tính là xong đấy. 12 nhân 2K cộng với 3K trừ 1 cộng với 35,5 nhân K cộng 1. Như đề bài cho chúng ta phần trăm thì bằng 66,7.
0,667. Các em bấm giúp thầy trên máy tính xem cao bằng bao nhiêu. Đấy. Các em giúp thầy bấm máy tính xem bằng bao nhiêu. Và các em thấy không? Câu này khá là dễ, không có khó đâu nhé. Chẳng có khó khăn tẹo nào đâu. Nhưng mà lại rất 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 ít bạn làm được. Không phải ai cũng làm được câu này. Và nếu mà ít bạn làm được mà em lại làm được thì chắc chắn là em là người chiến thắng. Đúng không em? Nào, bấm giúp thầy K bằng bao nhiêu. Thầy chờ đợi đáp án từ các em luôn. K bằng bao nhiêu nhỉ? Thầy họng của thầy nó khá là yếu bởi vì dạo này hay livestream với các em nên là cực kỳ hay bị đau họng. 26 cao bao nhiêu các em? Cao bao nhiêu? Chưa bạn nào bấm máy tính được á? Cái máy tính này của thầy cùi lắm, thầy không bấm được các em ạ. Máy tính này của thầy cùi. 2, ok, thank you Thùy Linh, Dương Hồng Quân. 2, rất tốt, cảm ơn các em. Dễ không? Dễ không? Câu 27 em nè. 27 nhá. À, bấm sao vậy á? Thì em cho vào trong máy tính xong em bấm thôi. Này có biểu thức bấm mà. Hôm nào thầy sẽ dạy nhá. Hôm nào thầy lấy cái cam 1,9 đúng là chính xác. Câu 27. Cảm ơn Ngô Hoàng. Caniken. Rồi ok. 27. Thì vẫn hoàn toàn mờ gan sát. Sát. Trong môi trường axit, ví dụ suất 90% là 0,9. Thấy chưa? Thu được sản phẩm chứa 10,8 gram glu. Xác thì thu được glu cộng phân rút. Một xác, một glu. 10,8, đầy tin với số mol glu. Chia 180, 0,06. Ngay tức mình suy ngược lại số mol xác, 0,06 x 1 chia 1 bằng 0,06. Thuận nhân, nghịch phải chia, phải chia cho 0,9. Được chưa? Được bao nhiêu nhân với lại bao nhiêu nhỉ? 342. 22,8 gram. Vậy đáp án đúng mình đáp án này. Rất tốt. À, đến câu này dễ thì nhiều bạn đã comment. Thùy Linh, Dương Hồng Quân, Huy Vũ. Tốt. Ok. Mình sang câu 28. Câu 28 nào. Phát biểu nào sau đây là sai? Phát biểu nào sau đây là sai? Cho Seward Island vào lòng trắng trứng thế xuất hiện màu vàng. Màu tím chứ. Biore mà. Sai. Glycine không đổi màu với tím đúng. Glycine làm xanh với tím đúng. Glycine đây. Một nhóm COH bằng một nhóm NaRa nên không làm đổi màu với tím đúng. Nhưng Glycine, Glycine đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai nhóm NaRa, một nhóm COH nên làm xanh với tím đúng. Được chưa? Anilin tác dụng nước brom tạo kết tuổi trắng. C6H5NH2 cộng brom 3 C6H2NH2 Br3 kết tủa màu trắng. Chính xác. Vậy sai là đáp án A. À, rất tốt. Dương Hồng Quân, Tưởng Nguyễn, Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Tiến Dũng, Thúy Linh. Các em nghe giảng thầy có hiểu không nhỉ? Các em hiểu bài không? Các em thấy dễ không nhỉ? Comment một câu để thầy biết nào. 51 bạn đang cùng theo dõi video live stream là những con người chăm chỉ nhất, là những con người đang đi đúng đường trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Và thầy cần những con người đang đi đúng đường này có thể nói cho tất cả các bạn của em biết rằng là họ đang đi đúng đường như thế nào. Và các em thi điểm thật cao năm tới cho thầy và hét vang vỗ ngực thật to rằng tôi là học trò của ông Minh Myelin. Và thôi được ông Minh Myelin ông chữa đề cho. Được chưa? Câu 29 thầy chỉ cần các em bảo như vậy thôi. Có ok, thank you Ngô Hằng. À, câu 29. A là một amino acid. Biết rằng 0,01 mol A tác dụng vừa đủ nhé. Vậy ta tìm được số mol HCl bằng 0,1 x 0,2 bằng 0,02. 0,02 mà chia cho 0,1 thì bằng 2. Ăn HCl nhóm NH2. 0,02 chia 0,1 bằng 2. Vậy là 2 nhóm NH2. Vậy nhìn đáp án này. 1 nhóm NH2 loại. 1 nhóm NH2 loại. 1 nhóm NH2 loại. Được chưa? Vậy suy ra đúng đáp án này. Rất dễ. Nhớ lại nhiều thế thầy à? Ừ đúng chính xác. Thầy đang giảng khá là từ từ. Tính thì em hiểu chứ nhìn lý thuyết thì không biết gì, thế hỏng rồi. Thế phải học thầy thôi.
Vô thì mình mới tìm thank you Vinh Nguyễn. 29 là tìm tỷ lệ số mol. Đúng rồi, xong. 30 rồi. Thế là mình chỉ còn 3 câu nữa là mình kết thúc, mình đi ngủ được em. Còn 3 câu nữa thầy cần rất rất nhiều bạn yêu thầy như vậy. Càng học phải càng trâu và càng học càng phải chất. Máy tính còn loát chậm hơn cả điện thoại, ông vậy à? Thầy không biết điều đấy. À, câu 30. Thủy phân hoàn toàn một triglyceride. Trong môi trường axit thu được hỗn hợp sản phẩm gồm glycerol, axit palmitic và axit oleic. Thế này làm cho dễ kìa. Thế đọc axit palmitic là 1 thì axit oleic là 2. Vậy là thằng tri, tri này là 3. 3 este này. Có nghĩa là este 3 trước đấy. Este 3 trước đấy. Tri mà. Thì thủy phân ra thu được thằng axit palmitic và axit oleic là 2. Được chưa? Thế vậy như ngay lập tức mình sẽ có ngay này. Vậy thằng này là trieste. Vậy trieste thì nó sẽ được cấu tạo bởi đây này. CH2OOC. Đúng không? CHOOC. Được chưa? CH2OOC này. CHOOC này. Đúng không? Và tiếp này. CH2 này. OOC này. Đấy, thế thì mình ngay lập tức mình có này. Anh này sẽ nối vào để mà thu được gì? 1 và 2. Thế nghĩa là 1 bắt buộc phải có 1 và bắt buộc phải có 2. 1 2 này. 1 2 1 này. 2 1 1 là trùng. Hoặc có thể là 2 2 1 2 1 2. Đúng chưa? Vậy tổng cộng, vậy tổng cộng mình ở đây là mình có mấy? 1, 2, 3, 4. Đúng chưa? 4 thằng đảm bản tính chất thiệt. 3 phần đồng đảm bản bể. 30 dùng quân chính xác. Em thấy chiêu thầy kinh không? Cực kỳ kinh điển đúng không? Không phải ai anh có đâu. Diễm phúc của tất cả các bạn mà đang theo dõi live stream của thầy. Tất cả các bạn đã cố gắng theo thầy thì luôn luôn nhận được phần thưởng xứng đáng. Câu 31. Nên là nhớ đặt xem trước nhá. Để còn nhận được thông báo. Không mất mấy video live stream là rất phí. Và thầy cũng biết được một điều rằng là những bạn nào mà xe về mà không xem video live stream ấy, ngay lập tức lúc live stream về nhà anh lười chẳng muốn xem đâu đúng không em? Em có vậy không? Nếu các em mà không xem ngay trực tiếp mà em chỉ xe về thôi, chẳng bao giờ em xem. Chuẩn chưa? 31. Cho dãy các dung dịch. Số chất dung dãy tác dụng như nào ạ? Cho dãy các dung dịch nhé. Số chất trong dãy tác dụng như nào ạ? Chuẩn rồi đấy, thầy nói quá chuẩn. Thế nên là các em phải đặt xem trước thật nhiều vào. Nhớ là xem trước thầy xong rồi phải tương tác nữa. Tại vì dạo này Facebook nó đang giảm tương tác rất kinh. Thấy chưa? Và nhớ là lịch khai giảng của cái buổi học, buổi khóa live VIP nhá. Trong đấy thầy chữa full 40 câu. Nhưng mà lại từ mất gốc cơ. Nhưng mà lại từ mất gốc mới kinh. Nhớ ngày 25 tháng 2 khai giảng. Bạn nào chưa biết thì có thể inbox cho thầy hoặc cô Việt Anh hoặc cô Ngọc Anh Việt Rách bên ngoài. Cho dãy các dung dịch số chất tác dụng như nào mắt. Mình còn 2 câu thôi. Câu 31 và câu 32. Acid acetic thì chắc chắn có đó. Phenyl ammoni clorua. Nhiều bạn không biết công thức này đâu. Thì viết cho các em nhìn nhé. C6H5 NH3Cl. Anh này ăn là NH3 đấy. Natri acetat là CH3 CONA thì không ăn. Metidamin C3N2 có ăn. Glycine C có COH là có ăn. Phenol có ăn. Rồi có 1, 2, 3, 4, 5 anh. Nhìn kỹ chưa? 1, 2, 3, 4, 5 anh. Thì nhắc lại axit acetic, phenyl ammoni clorua là các bạn hay sai nhiều nhất. Metilamin. À có sorry, nhầm, metilamin không ăn chứ. Metilamin là amin. Đúng không? Không, mày thế. Glycin có, phenol có, tí bị lừa. 1 2 3 4. Đáp án đúng mình đáp án C. Ok, Lâm Nguyễn chào. Một khóa học phí đáng nhất là 800.000 thì đang được giảm giá xuống còn có 600.000 thôi nhá, Dương Hồng Quân. Thầy nói chuyện với bên phát hành là giảm giá xuống 200.000 cho các em để các em tiện học thầy nhiều hơn.
32. Câu cuối cùng. Câu cuối cùng các em ạ. Đấy, rất rất nhiều bạn đã cố gắng cùng thầy học đến giờ này. Wow, và học đến giờ này vẫn còn tận 42 bạn. Đấy. Đợi thầy chút xíu để thầy chụp một bức ảnh để cho các bạn khác ghen tị là mình học đến tận giờ này và vẫn còn 43 bạn cực kỳ trâu. Câu 32. Thực hiện thí nghiệm sau. Thực hiện thí nghiệm sau. Số thí nghiệm phải ra phần đường ăn một kim loại. Các em chú ý nha. Cái này rất là khó này. Không phải ai cũng dạy được phần này. Và không phải học sinh hay thầy giáo nào cũng làm đúng phần này. Nên 48 bạn đang theo dõi nghe kỹ thì nói lại điều kiện của phản ứng ăn mòn. Điều kiện nhé. Điều kiện nhớ nốt lại này. Điều kiện của ăn mòn kim loại. Làm đề tổng hợp nó khác so bình thường. Bây giờ là 22:30 mà chúng ta cày khá chất. Nhưng mà các em nghĩ kỹ, nhớ kỹ này. Thứ nhất này là hai điện cực khác nhau về bản chất. Thứ hai là phải tiếp xúc trực hoặc gián tiếp với nhau. Thứ ba, điều kiện cuối cùng, trong môi trường chất địa lý. Được chưa? Sắt nguyên chất và đồng Fe cộng với đồng 2 cộng để tạo thành Fe2 cộng cộng đồng. Nhìn rõ chưa? Vậy là mình có là điện cực sắt bám đồng. Do là sắt dư mà, đồng bám vào. Hai điện cực tiếp xúc trực tiếp nhá. Khác nhau bản chất nhá. Được chưa? Trong môi trường chất điện ly này. CH4 môi trường chất điện ly, thỏa mãn. Vậy anh này được. Nhôm và H2O3 là mỗi một cực loại. Magie và clo mỗi một cực loại. Sắt đồng khác nhau bản chất, tiếp xúc trực tiếp, môi trường chất điện ly, 2-4 loãng, được. 1 và 2. Phải đáp án đúng đáp án C. Dĩ nhiên, ok, Lâm Nguyễn Trọng đúng. Dĩ nhiên chúng ta còn 8 câu nữa. 8 câu này tẹo nữa, thầy sẽ gửi cho chúng ta file giải đáp án chi tiết để các em share lại và các em làm lại easy phần này. Chú ý chuỗi live stream của thầy nhá. Và nhớ rằng buổi đầu là vào buổi thứ hai ngày 25 tháng 2, thầy vẫn live trên tường, nhưng các em nên đăng ký sớm để nhận được ưu đãi, chứ nếu không nó mà bút giá lên là thầy chịu nhá. Thầy chỉ làm việc được với bên phát hành là trước thôi, chứ còn lại về sau mà nếu mà họ tăng giá trở lại thì thầy cũng chịu, bởi vì cái này nó không phải là bên thầy quyết định. Các em nhìn đấy nhá. Thế thì trong cái khóa đấy thì là thầy là chữa đề. Còn những bạn nào mà mất gốc ấy, những bạn nào mà muốn học lại tất cả những cái chiêu kinh khủng hoặc kinh điển của thầy ấy, thì em có thể liên lạc với thầy để thầy có một cái khóa học full video tất cả những cái chiêu kinh điển của thầy mà thầy quay lại. Thì em có, nếu bạn nào muốn đăng ký học khóa full video ấy, thì có thể inbox trực tiếp cho thầy. Những bạn nào ở khu vực Hà Nội thì ngay lập tức inbox với thầy để đăng ký học ngay, bởi vì thầy đang có hai lớp offline cực kỳ chất để giải tất cả những cái đề này. Ok, và một lần nữa là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay của thầy. Và rất mong muốn rằng các bạn và các em có thể share lại, và buổi sau các em có thể bảo cho tất cả các bạn và các em biết rằng là ông Minh Milin ông livestream cực kỳ hay. Và các em mỗi lần một cái tút thầy đăng lên khi về livestream, em nhờ các em giúp thầy tag tất cả các bạn và các em vào trong cái tút đó để các em cùng có thể, để các bạn cùng có thể biết đến thầy nhiều hơn. Ok, thank you, chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại. Bye bye.